Nhiều lúc á, cư dân á, họ không thích chị, họ dắt chó ở dưới đây nè, chó nó sủa lên thì tiếng chó với nhau, tiếng chó là đúng rồi, nó giống như là đồng loại với nhau á, nó sẽ hiểu ôn cái này là bạn, cái này nó giống như sủa theo gì đó, nên là nó sẽ sủa lên một đống rồi. Cô gái phải dọn ra ngoài vì nuôi 19 con chó ở chung cư thành phố Hồ Chí Minh thực hư ra sao? Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip xích mích giữa người chủ của 19 con chó và cư dân của chung cư RB, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung đoạn clip, cô gái nuôi tới 19 con chó đã gây ồn ào khiến cư dân bức xúc vì không chịu nổi tiếng ồn, ô nhiễm do mùi hôi. Ông B, bảo vệ một cửa hàng ở đối diện chung cư cho biết, từ tối 2 tháng 4, đồ đạc và 19 con chó đã bị đưa xuống sân chung cư. Sau khi người chủ bỏ đi, nhiều người dân đã đưa thức ăn, nước uống và đưa chó đến nơi râm mát. Trưa ngày 3 tháng 4, 19 con chó được chở đến nơi khác, còn đồ đạc vẫn ở dưới sân chung cư chờ người chủ quay lại nhận. Chủ của 19 con chó là chị MTNB, 35 tuổi. Chị NB cho biết, chị thuê căn hộ ở tầng 3 với diện tích hơn 120m2 ở chung cư AP. Chị thuê qua môi giới và mới ở được 3 tháng nay, giá thuê là 13 triệu đồng một tháng. Hợp đồng thuê căn hộ kéo dài 1 năm, tuy nhiên, vì chủ căn hộ không đồng ý cho chị nuôi nhiều chó nên đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. Chị NB cho biết, ok, chị đã sai rồi, thì chị phải cho chị thời hạn di dời và cắt nước của chị là từ tháng 3 luôn em. Cuộc sống của chị nó giống như là rất là mệt mỏi mà chị có tiền chứ sống thì chị cũng hiểu tại sao mà mình phải đến đòi bị vậy, trong khi mình đã xin là cho mình ở từ đầu tháng 2 là mình di dời luôn. Tại vì xung quanh ở đây chị có cho em bằng chứng là có nhiều người nuôi chó nhưng mà ban đêm cũng sổ em. Nuôi ở đây là nuôi rất là nhiều hơn. Còn những chỗ mà chị ở hồi xưa thì không ai nuôi hết. Tại vì chị không phải là chị cùng người chị nuôi chó, chị hiểu cái cảm giác của người nuôi chó chứ chị không phải ganh tị với người ta. Nhưng mà vấn đề ở đây, chị biết chị nuôi nhiều sủa ok, nhưng nói về, nói đi nói lại thì người ta chỉ nuôi ít ok. Nhưng ví dụ như chị nuôi y nhiều thì nó có sủa dày đêm, chị hiểu. Nhưng những người mà nói là người ta là cũng nuôi chó mà tại sao lên án những người nuôi chó? Tại vì cái giờ họ sủa cũng là những cái giờ 2-3 giờ sáng. Nếu mà em có thể là cho chị cái đường email chị gửi qua bên em, tại vì chị có bằng chứng. Mà không phải như vậy đâu em. Tại cái nhà của chị thuê nó không may, nó ở ngay tầng 3 bên đây. Và em biết tại sao không? Nhiều lúc á, cư dân họ không thích chị, họ dắt chó ở dưới đây nè, chó nó sủa lên thì tiếng chó với nhau, tiếng chó là đúng rồi, nó giống như là đồng loại với nhau á, nó sẽ hiểu ôn cái này là bạn của mình. Cái này nó giống như sủa theo vậy đó, nên là nó sẽ sủa lên một đống rồi. Mà cư dân thì họ chiều tối khoảng như khuya nha, giờ khuya luôn, 1 giờ sáng là chị thấy họ hay dắt ở đây nè. Tại vì cái ban công của chị á, chị đóng cửa lại, cái tầng 3 của chị nó này nó rất là thấp, thì những cái khu vực mà xung quanh chơi nó lại rơi vô cái hành lang nhà chị. Chị thừa nhận việc nuôi chó đã gây ra tiếng ồn và đã nhận được yêu cầu chuyển nhà, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra sự việc. Chị nuôi chó đã được 10 năm và trước đây cũng từng thuê một căn chung cư khác. Phía ban quản lý chung cư cho biết vụ việc đã được giải quyết xong với chủ nuôi chó. Chủ nhà đã tất toán, hoàn lại tiền cọc thuê nhà. Phía ban quản lý không cung cấp thêm chi tiết thông tin vụ việc, cho rằng thẩm quyền trả lời thuộc về chính quyền. Sài Gòn TV sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc. Các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.